Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm thành lập khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, Nghệ An đã thu hút được 106 dự án đầu tư, trong đó có 42 dự án đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế này vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Khu kinh tế Đông Nam được thành lập từ tháng 6 năm 2007 và đến tháng 10 năm 2008 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích gần 19.000 ha và 8 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.800 ha. Quy hoạch chi tiết hầu hết các khu chức năng trong khu kinh tế và các khu công nghiệp đã được lập và phê duyệt. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã lập và phê duyệt 18 dự án đầu tư hạ tầng thiết yếu, trong đó có 6 dự án đang được thi công với tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn mới chỉ bố trí được hơn 1.000 tỷ đồng và giá trị hoàn thành ước đạt khoảng 850 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2013, tổng vốn đầu tư cho các dự án chỉ được 187 tỷ đồng, trong đó vốn kế hoạch là 147 trên 2.481 tỷ đồng, bằng 70% vốn đầu tư năm 2012 và chỉ đạt khoảng 6% so với mức bố trí kế hoạch vốn hàng năm. Vì vậy mà hiện nay, cơ sở hạ tầng khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư. Về hạ tầng cơ sở vật chất của khu công nghiệp thì chúng tôi thấy là nói chung thì là mới cơ bản có được hoàn thiện được cái hệ thống đường giao thông nội bộ trong khu công nghiệp. Thế còn về hạ tầng ví dụ như điện và nước thì cũng chưa đấu nối được đến tận mặt bằng của nhà máy. Như hệ thống thoát nước thì hiện nay thì cũng mới khu công nghiệp mới cũng chỉ đầu tư được hệ thống thoát nước mặt. Thế còn hệ thống thoát nước thải thì cũng chưa có. Như hệ thống tường rào xung quanh nhà máy thì cũng chưa khép kín được. Khu kinh tế Đông Nam bắt tay vào xây dựng kết cấu hạ tầng trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn và thử thách hơn là thuận lợi. Về mặt khách quan thì trong quá trình triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế để chúng ta thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thắt chặt đầu tư công. Thứ hai nữa là khu kinh tế Đông Nam lại không được xếp vào trong một trong các khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước. Quá trình xây dựng gặp rất nhiều cái vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu cũng trong điều kiện khó khăn như vậy cho nên họ thi công cầm chừng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái việc thực hiện tiến độ của dự án. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc cái nguồn kinh phí từ trung ương trong điều kiện ngân sách tỉnh hạn hẹp. Nhưng ngân sách trung ương thì đầu tư cũng nhỏ giọt, không đáp ứng được cái nhu cầu của đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi nhằm huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, nhưng việc thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu chức năng trong khu kinh tế và các khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn khác có nhiều hạn chế. Trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trong giai đoạn này rất lớn, khoảng 40.000 tỷ đồng. Ngoài việc chúng ta thể hiện quyết tâm chính trị, thì cần phải có một cái cuộc vận động thay đổi nhận thức của người dân trong cái việc giải phóng mặt bằng. Chính quyền các địa phương trong vùng dự án, trong khu kinh tế Đông Nam, trong các cái khu công nghiệp, có các khu công nghiệp ở trên địa bàn cần phải có những cái động thái rất là phải tích cực để mà tạo điều kiện cho các nhà đầu tư người ta tiếp cận để họ có thể đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của chúng ta. Về phía tỉnh thì chúng tôi kiến nghị phải có một cái cơ chế làm thế nào để có một cái nguồn ngân sách thích hợp từ cái nguồn thu ngân sách từ khu kinh tế và khu công nghiệp để lại để mà chúng ta ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng cái việc hợp tác trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và khu kinh tế Đông Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trước hết phải ưu tiên tập trung xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật kinh tế xã hội thiết yếu trong khu kinh tế Đông Nam theo quy định đã được phê duyệt. Tuy nhiên hiện nay, để khắc phục những hạn chế về hạ tầng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đang tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội thiết yếu trong khu kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tăng cường và đổi mới công tác xúc tiến đầu tư. Không chỉ thu hút các dự án trực tiếp sản xuất kinh doanh, mà tỉnh đặc biệt chú trọng mời gọi thu hút các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo ra nguồn lực lớn đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho các khu công nghiệp, khu kinh tế,
tăng tính hấp dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi vào Nghệ An.